Chào mọi người, mình là Đăng đến từ Ben Computer. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá một phiên bản nâng cấp của dòng Dell All-in-One, chiếc máy Dell OptiFlex 7480, và để xem chiếc máy này có những nâng cấp đặc biệt gì nhé. Đầu tiên, dòng máy All-in-One của Dell luôn đem đến cho mình sự hài lòng về mặt thiết kế. Và chiếc OptiFlex 7480 này cũng vậy. Mình chỉ có thể đánh giá thiết kế của chiếc máy này bằng 3 chữ: thông minh, gọn gàng và tinh tế. Máy phù hợp với mọi loại diện tích, không gian, khi mà màn hình của máy cũng chính là cassette của máy. Thứ hai là về màn hình. Máy sở hữu màn hình 24 inch độ phân giải Full HD 1920x1080 cộng với giải loa được tích hợp sẵn. Ở phiên bản lần này, máy có được một nâng cấp vô cùng đáng giá đến từ Dell, đó là tính năng cảm ứng đa điểm. Trải nghiệm của mình với tính năng này là vô cùng thú vị, tiện dụng, và đây thực sự là một điểm nâng cấp vô cùng đáng tiền. Về mặt cấu hình, máy được trang bị con chip Intel Core i5-10500T 6x12 luồng với mức xung nhịp tối đa lên đến 3.8 GHz, đi kèm với đó là 8 GB RAM DDR4 cùng với SSD 512GB. Về cấu hình này thì cũng đã có được một sự nâng cấp nhẹ so với cấu hình lần trước, khi mà cấu hình lần trước thì được trang bị 4GB RAM cộng với SSD 256GB. Theo đánh giá của mình, với cấu hình này máy dùng được hầu hết mọi tác vụ, kể cả chơi game hoặc là đồ họa. Cũng giống như phiên bản lần trước, ở phiên bản này máy vẫn trang bị một chiếc camera Full HD đem đến sự tiện lợi dành cho người dùng. Ở phía mặt sau gồm có 4 cổng USB 3.2, cổng DisplayPort, mạng LAN, 2 cổng HDMI và một âm thanh Lighthouse. Ở phía cạnh bên, máy cũng được trang bị một cổng USB 3.2, Type-C, khe đọc thẻ nhớ và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Phụ kiện đi kèm của máy gồm có bộ bàn phím và chuột không dây cũng đến từ thương hiệu Dell. Vừa rồi là bài đánh giá chi tiết về chiếc Dell OptiFlex 7480 của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng chế độ bảo hành, mọi người có thể truy cập vào website của Ben Computer. Và nếu là bạn có mua chiếc máy này không, hãy comment để cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.